Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, vợ chồng của Trấn Thành và Harry Won liên tục nhắc đến tên Đình Tiến Đạt, một nam rapper đã có mối tình dài gần 9 năm đối với Harry Won. Vậy nam ca sĩ này bây giờ ra làm sao và cuộc sống của anh như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video này của chúng tôi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ ràng hơn và chi tiết hơn quý vị nhé. Quý vị ơi, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, ấn chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, đồng thời để nhận được thông báo khi kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Vâng ạ, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta hãy bắt đầu quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây cộng đồng mạng liên tục nhắc tên Tiến Đạt khi chính Trấn Thành và Harry Won là những người gợi nhớ về chuyện cũ. Trấn Thành đã hai lần đem tên Tiến Đạt nói ra trong show Rap Việt do anh dẫn chương trình, thậm chí còn gọi đó là cái tên nhạy cảm và mong thí sinh không phải họ Đinh. Trong khi đó, Harry Won cũng nhắc về chuyện quá khứ khi tham gia về một game show. Nữ ca sĩ khẳng định Trấn Thành không phải là người thứ ba và nhấn mạnh bản thân đã kết thúc mối quan hệ với người cũ từ trước. Vâng, trước những động thái của vợ chồng Harry Won và Trấn Thành thì chúng ta không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của Tiến Đạt phải không ạ? Vâng ạ, nam ca sĩ này đã chọn một cách sống kín tiếng sau khi mà đã kết hôn với một người vợ trẻ kéo mành những 10 tuổi, thưa quý vị và các bạn. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuộc sống vợ chồng của họ quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, Trấn Thành và Harry Won đang có một cuộc sống riêng rất là hạnh phúc. Thì đương nhiên Tiến Đạt của chúng ta cũng rất viên mãn bên bà xã của mình. Mới đây nhất, Tiến Đạt bất ngờ chia sẻ những dòng tâm sự sâu cay do anh sưu tầm và được nhiều người ủng hộ. Nam rapper viết trên trang cá nhân như thế này: nếu bản thân con cũng từng là người sống chẳng ra gì, gây nhiều đau khổ cho mọi người, hay đơn thuần đã trải qua nhiều chuyện mệt mỏi và đau lòng, thì cách tốt nhất để tâm con được bình yên, để cuộc sống bớt những muộn phiền là hãy tập im lặng và hãy tha thứ cho những điều không tốt của người khác. Không phải con không đủ tư cách để đánh giá, không phải con không có quyền lên tiếng, mà chỉ là chính con cũng thấu hiểu khi cả thế giới quay lưng về phía mình đã từng đau khổ tuyệt vọng đến nhường nào. Trải qua bao đoạn đường khúc khuỷu, con hãy tập mình nhìn lại sâu vào bên trong chính mình nhiều hơn, gột rửa tâm hồn chính mình nhiều hơn. Cũng là con người với nhau, đừng ép ai vào đường cùng chỉ vì muốn thỏa mãn cái cảm giác hà hê trong phút chốc. Hạnh phúc thực sự chưa bao giờ đến từ việc xôn xao hoặc là xao động tâm can, bởi hơn thua được mất, hạnh phúc thực sự đến từ sự bình lặng, yên ả trong tâm hồn mỗi chúng ta. Vâng, và những dòng tâm sự của Tiến Đạt được bạn bè và cư dân mạng ủng hộ quan điểm của mình và chúc anh luôn có một cuộc sống hạnh phúc. Sau khi kết thúc chuyện tình 9 năm với Harry Won, Harry Won và Tiến Đạt đều đã chọn cho mình một nửa hạnh phúc. Về phía Harry, cô và ông xã Trấn Thành phát triển sự nghiệp nở rộ, còn Tiến Đạt không xuất hiện rầm rộ trên truyền thông nữa mà chủ yếu tập trung cho công việc, ít chia sẻ vì gia đình. Chính vì vậy, người hâm mộ càng tò mò hơn về cuộc sống của nam rapper này. Thưa quý vị và các bạn, bà xã của Đình Tiến Đạt là Thúy Vi, sinh năm 1991, kém anh 10 tuổi, làm trong ngành nghề truyền thông. Cả hai hẹn hò khoảng 1 năm trước khi quyết định kết hôn. Tiệc cưới được tổ chức tại nhà cô dâu ở Bình Thuận vào tháng 12 năm 2018, sau đó tổ chức đại tiệc tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1 năm 2019. Cả hai đã từng chụp ảnh cưới ở Hàn Quốc, kết hợp phong cách nhẹ nhàng và lãng mạn, và cả những khoảnh khắc hài hước. Trên trang cá nhân, khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã của Đinh Tiến Đạt nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau khi kết hôn, vợ chồng Tiến Đạt thường chia sẻ, hỏi ý kiến của nhau nếu có vấn đề cần trao đổi. Cặp đôi tôn trọng nhau trong cuộc sống, khi về chung một nhà, cả hai đã dành thời gian rảnh để đi du lịch trong nước và ngoài nước. Thưa quý vị, cuối tháng 10 năm 2019, vợ chồng Tiến Đạt đón con đầu lòng, đặt tên thân mật là Finn. Bà xã nam ca sĩ cho biết cô đã sinh thường, em bé nặng 3,3 kg và mang những nét giống cả bố lẫn mẹ. Trải nghiệm lần đầu vượt cạn của bà xã Tiến Đạt là hơi sợ, nhưng khi sinh con ra đời, cô đã quên hết mọi đau đớn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Tiến Đạt ngoài có vợ đẹp và con ngoan ra thì cơ ngơi về kinh tế của anh cũng không phải dạng vừa đâu ạ. Hình ảnh căn nhà giữa không gian xanh mát ngập tràn cây cối được vợ chồng Tiến Đạt chia sẻ trên trang cá nhân khiến dân tình vô cùng thích thú. Vị trí của căn nhà ở thế lưng dựa núi, mặt hướng hồ, địa lợi và nhân hòa, không chỉ là căn nhà nhỏ mà còn là khu vườn trải dài của Tiến Đạt, cho thấy cơ ngơi không phải dạng vừa về kinh tế đâu ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây cũng chính là nơi nam rapper nuôi dưỡng niềm đam mê với cà phê. Nhìn trên hình ảnh thì quý vị và các bạn có thể phỏng đoán căn nhà nằm trên vùng đất cao nguyên thuộc Lâm Đồng. Với niềm vui này, bạn bè đã rủ Tiến Đạt quay về làm nhạc, nhưng anh từ chối vì chỉ muốn làm nông dân thôi. Trên trang cá nhân, bà xã Tiến Đạt cũng hào hứng chia sẻ về không gian xanh mát đáng ngưỡng mộ này. Thúy Vi hài hước ví von đây là nơi ông xã đã lên kế hoạch để trốn mỗi khi cãi nhau. Thưa quý vị, Thúy Vi cũng tiết lộ kết hôn gần 2 năm nhưng vợ chồng cô chưa một lần to tiếng, còn nhiều tiếng cười hơn khi có con trai chào đời. Thúy Vi là người làm trong lĩnh vực truyền thông, nhan sắc của cô rất dễ thương, ưa nhìn và cách nói chuyện duyên dáng. Cô không thuộc tuýp người thích bon chen và đố kỵ. Cuộc sống giản dị của vợ chồng Tiến Đạt khiến dân tình ca ngợi. Cả hai chưa từng để xảy ra thị phi từ khi kết hôn. Mặc dù mối tình gian dở với Harigon khiến Tiến Đạt thường xuyên bị nhắc tới, nhưng anh và bà xã không muốn đề cập đến chuyện liên quan tới người cũ. Anh tập trung với dự án riêng của mình. Ngay cả khi nhắc tên trong chương trình truyền hình gần đây với một cách thường xuyên, anh chỉ nhắn nhủ trong một bài viết có tính sưu tầm: đừng ép ai vào đường cùng, chỉ muốn thỏa mãn cảm giác hả hê trong phút chốc. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống vui vẻ là một ông bố yêu thương con hay đưa bé đi chơi. Vâng, quý vị ơi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về tiểu sử của rapper Đinh Tiến Đạt quý vị nhé. Ca sĩ Đinh Tiến Đạt sinh ngày 24 tháng 1 năm 1981 là một ca sĩ, rapper nổi tiếng Việt Nam. Anh từng là tay breakdance của vũ đoàn Hoàng Thông. Không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng, Đinh Tiến Đạt còn nổi tiếng bởi cuộc sống đời tư. Nam ca sĩ này từng có mối tình 9 năm gắn bó với nữ ca sĩ người Việt gốc Hàn tên là Harigon. Chuyện tình của Đinh Tiến Đạt và Harigon từng được nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng cặp đôi này đã chính thức đường ai nấy đi vào năm 2015. Sau khi chia tay với Đinh Tiến Đạt một thời gian, thì nữ ca sĩ Harigon và MC Trấn Thành công khai hẹn hò. Sau sự việc này, nhiều fan hâm mộ của Đinh Tiến Đạt tỏ ra rất bức xúc. Thậm chí nhiều cộng đồng mạng còn lên tiếng chỉ trích Harigon, cho rằng cô có mới nới cũ. Sau chuyện tình với Harigon, Đinh Tiến Đạt còn từng dính vào tin đồn hẹn hò với quán quân của Việt Nam Next Top Model tên là Mâu Thanh Thủy. Khi cặp đôi này cùng nhau tham gia cuộc đua kỳ thú vào năm 2015, trước tin đồn này, cả Đinh Tiến Đạt và Mâu Thanh Thủy đều lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Năm 2016, Đinh Tiến Đạt tiếp tục vướng vào tin đồn hẹn hò với hot girl Milan Pham. Sau khi bức ảnh cặp đôi này tham gia một sự kiện được đăng tải trên Facebook, trong khi cả hai chưa lên tiếng trả lời về tin đồn này, thì Milan Phạm từng chia sẻ hình ảnh chụp cùng Đinh Tiến Đạt tại Ấn Độ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và cuối cùng, Đinh Tiến Đạt đã đến với Thúy Vi. Cả hai vợ chồng đang hạnh phúc với một con trai đầu lòng. Các album của Đinh Tiến Đạt gồm có Hip Hop Đinh Tiến Đạt, Mr. D Collection Đinh Tiến Đạt, Giao Thông Đinh Tiến Đạt, Đi Đinh Tiến Đạt. Vâng, đó là những album vô cùng nổi tiếng của Đinh Tiến Đạt, thưa quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cả Đinh Tiến Đạt và Harigon đều đã có gia đình riêng, cuộc sống riêng và rất là hạnh phúc. Vậy thì nhắc đến chuyện cũ làm gì phải không quý vị và các bạn? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.